Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Làm việc cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này, lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi. Căng thẳng ngoại giao khi nhân viên ngoại giao Trung Quốc tham gia bạo lực tại lãnh sự quán Manchester trong cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo. Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Chevchuk nói về ngày thứ 237 trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Hai linh mục công giáo tử vì đạo dưới thời Đức Quốc xã được tuyên trơn phước ở Ý. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Căng thẳng ngoại giao khi nhân viên ngoại giao Trung Quốc tham gia bạo lực tại lãnh sự quán Manchester trong cuộc biểu tình đòi tự do tôn giáo. Một nghị sĩ Anh cho biết, một trong những nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc ở Anh đã tham gia vào vụ bạo lực chống lại những người biểu tình ủng hộ dân chủ, đòi tự do tôn giáo và hủy bỏ phiên tòa xét xử Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân tại lãnh sự quán Manchester. Alicia Kearns, một nghị sĩ đảng bảo thủ, nói với Hạ viện rằng Tổng lãnh sự của Bắc Kinh ở Manchester, Trịnh Tích Nguyên, đã được nhìn thấy xé nát các áp phích trước khi một nhà vận động hương cảng bị tấn công vào Chủ nhật. Đoạn phim được đăng trực tuyến cho thấy Trịnh Tích Nguyên, một quan chức kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giật một tấm pháp ích. Đoạn phim được đăng trực tuyến cho thấy Trịnh Tích Nguyên, một quan chức kỳ cựu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giật một tấm áp phích xuống và nắm tóc một người phụ nữ biểu tình và lôi vào trong khuôn viên lãnh sự quán và đánh đập cô ấy dã man. The Guardian đã nói chuyện với một số nhân chứng và xem lại đoạn phim cho thấy chính người đàn ông bước ra từ lãnh sự quán, trong đó có một người đội mũ bảo hiểm chống bạo động và hai người mặc áo bảo hiểm và đối đầu với những người biểu tình ở bên ngoài. Kearns, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề người nước ngoài của Hạ viện, cho biết bạo lực là một sự leo thang thẳng thừng của Trung Quốc đối với các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Cô kêu gọi những người liên quan đến vụ đánh đập phải bị truy tố hoặc trục xuất khỏi Anh trong vòng một tuần. Kearns nói, chúng tôi không thể cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh đập người biểu tình trên đất Anh. Đây là một sự leo thang ớn lạnh. Một số kẻ bị cáo buộc tấn công đã được cảnh sát xác định, nhưng có khả năng được miễn trừ ngoại giao, có nghĩa là họ không thể bị bắt hoặc truy tố bởi các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, họ có thể bị tuyên bố persona non grata, người không được hoan nghênh và bị trục xuất khỏi Anh. Hôm thứ Ba, cảnh sát Greater Manchester đã lấy lời khai của nhiều người có liên quan đến vụ bạo lực. Cuộc xung đột có nguy cơ phát triển thành một rạn nứt ngoại giao toàn diện vào hôm thứ Ba sau khi chính phủ Vương quốc Anh triệu tập Đại sứ Trung Quốc ở London để giải trình về hành động của các nhân viên lãnh sự quán. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Bắc Kinh Vương Văn Bân nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng các phần tử gây rối đã xâm nhập bất hợp pháp vào lãnh sự quán. Ông kêu gọi Vương quốc Anh tăng cường bảo vệ các nhân viên ngoại giao và các tòa nhà. Lãnh sự quán Manchester của Trung Quốc đã được liên hệ để đưa ra bình luận nhưng vẫn chưa có phản hồi. Trịnh Tích Nguyên, 59 tuổi, là một quan chức kỳ cựu của Đảng Cộng sản và là nhà ngoại giao Trung Quốc cấp cao nhất của Bắc Kinh ở Manchester. Ông trở thành tổng lãnh sự tại thành phố này vào năm 2018 sau khi đã làm việc ở Mumbai, Hy Lạp và New York. Vương Văn Bân từ chối xác nhận hoặc phủ nhận liệu Trịnh Tích Nguyên có liên quan đến vụ bạo lực hay không, theo Reuters. Các chính trị gia và nhà hoạt động lo ngại bạo lực có thể tạo tiền lệ đáng lo ngại cho Bắc Kinh trong việc xuất khẩu sự đàn áp và kiểm duyệt sang Anh và các nước dân chủ khác. Đức Tổng giám mục Sviatoslav Chevchuk nói về ngày thứ 237 trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Vinh quang cho Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô. Hôm nay là thứ Ba ngày 18 tháng 10 năm 2022 và là ngày thứ 237. Nhân dân Ukraine đã đứng trong một trận chiến không cân sức nhưng bất khuất, bảo vệ tự do và độc lập của họ trong cuộc chiến đẫm máu do giặc Nga khởi xướng chống lại tổ quốc của chúng tôi. Hôm qua và đêm qua ở Ukraine, lại một lần nữa là một ngày của khủng bố Nga. Quân xâm lược đã tiến hành 10 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào lãnh thổ tổ quốc của chúng tôi, 58 cuộc oanh tạc và 60 quả đạn từ các hệ thống máy bay phản lực các loại.
35 khu định cư của Ukraine, các thành phố và làng mạc của chúng tôi đã bị tấn công. Và hơn hết là chiều hôm qua và đêm nay, Ukraine đã phải hứng chịu những cái gọi là máy bay không người lái Kamikaze này. Hôm qua, Kyiv của chúng tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề. Tại trung tâm thành phố thuộc quận Shevchenkiv, những chiếc máy bay không người lái này đã bị tấn công và ít nhất 4 người thiệt mạng. Và trong số đó, có một phụ nữ mang thai đã chết cùng với chồng cô. Ngoài ra, còn có các cuộc tấn công nhắm vào Odessa và Dnipro. Đêm qua, Mykolaiv đau khổ của chúng tôi đã bị pháo kích 2 lần. Tại thời điểm này, ít nhất 1 người được xác nhận đã chết. Nhưng Ukraine đang đứng, Ukraine đang chiến đấu, Ukraine đang cầu nguyện. Những ngày này, anh chị em và tôi hướng sự chú ý và những lời cầu nguyện của chúng ta đến gia đình người Ukraine, đến sự kết hợp chung thủy, đơm hoa kết trái, không thể tách rời giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Thiên Chúa đã định rằng, gia đình Ukraine, gia đình của bất kỳ dân tộc hay quốc gia nào, phải là một ốc đảo của tình yêu. Bởi vì tình yêu mang lại sự sống và tình yêu cần thiết cho sự trưởng thành và phát triển của con người. Nhưng trong điều kiện chiến tranh, chúng ta thấy rằng gia đình như một ốc đảo tình yêu thấy mình trong một biển bạo lực, một biển ác độc hủy diệt con người. Bạo lực, những vụ giết người hàng loạt mà chúng ta thấy ngày nay ở Ukraine, chúng đơn giản là không thể tin được. Nhưng một trong những đặc điểm của cuộc chiến này có thể sẽ đi vào lịch sử như một cuộc chiến bạo lực đặc biệt chống lại phạm vi thân thiết của một người, sẽ được đặc trưng bởi một loại vũ khí nhất định mà Nga sử dụng chống lại Ukraine. Tình dục đang được sử dụng như một vũ khí, như một công cụ để khinh miệt và sỉ nhục con người. Chúng ta có một số lượng lớn các vụ hiếp dâm hàng loạt khủng khiếp. Chúng tôi có những trường hợp trẻ em gái và phụ nữ mang thai từ những kẻ lạm dụng họ. Người ta có thể tưởng tượng bạo lực này làm tổn thương gia đình Ukraine đến mức nào? Nó làm tổn thương nhân phẩm của đàn ông và phụ nữ đến mức nào? Nó phá hủy những gì Chúa là Thiên Chúa tạo ra vì tình yêu. Ngày nay, chúng ta có nghĩa vụ làm mọi thứ để bảo đảm rằng gia đình không có bạo lực. Nếu gia đình như một ốc đảo của cuộc sống và tình yêu không được bảo vệ khỏi tất cả các loại bạo lực, thì rõ ràng nó sẽ không đứng vững. Chúng ta hãy làm mọi thứ cùng nhau để những người đàn ông và phụ nữ của chúng ta yêu thương nhau. Và những kẻ xâm lược Nga không bao giờ có thể xâm lược gia đình Ukraine bằng bạo lực tình dục khủng khiếp. Hôm qua, chúng tôi đã nhận được một tin tốt lành. 108 phụ nữ Ukraine đã được thả ra khỏi nơi giam cầm của Nga. Chúng tôi cảm tạ Chúa là Thiên Chúa vì những bà mẹ và phụ nữ này đã được cứu, vì họ có thể trở về quê hương của họ với gia đình của họ. Nhưng hôm nay, tất cả chúng ta hãy bao quanh những người phụ nữ đó bằng sự chú ý, tình yêu và lời cầu nguyện của chúng ta. Hãy sưởi ấm họ bằng hơi ấm của cả dân tộc chúng ta. Bởi vì những sự thật bạo hành phụ nữ bị giam cầm ở Nga mà họ kể lại chỉ làm tan nát trái tim và khiến máu sôi trong huyết quản của chúng ta. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tình yêu, Ngài là Thiên Chúa của lòng thương xót. Bằng sức mạnh của tình yêu thương của Ngài, hãy giúp chúng con đánh bại cái ác và bạo lực giữa cuộc chiến này. Hỡi Chúa, hãy nhìn với ánh mắt đặc biệt với gia đình người Ukraine. Hãy bảo vệ ốc đảo của cuộc sống và tình yêu mà Ngài đã tạo ra vì hạnh phúc của con người. Lạy Chúa, xin chúc lành cho gia đình Ukraine. Lạy Chúa, xin phù hộ cho những người lính, cô gái và chàng trai Ukraine, những người đang làm mọi thứ ngày hôm nay để trục xuất chiến tranh và các hỏa tiễn của nó khỏi tổ quốc của chúng con. Lạy Chúa, xin chúc lành cho Ukraine với nền hòa bình công chính của Ngài. Cầu mong phước lành của Chúa ở trên anh chị em qua ân sủng và tình yêu của Ngài đối với nhân loại, luôn luôn, bây giờ và mãi mãi. Đến thiên thu vạn đại. Amen. Vinh quang cho Chúa Giêsu Kitô. Amen.
hai linh mục Công giáo Tử Vì Đạo dưới thời Đức Quốc xã được phong chân phước ở Ý. Hai linh mục Công giáo bị Đức Quốc xã giết hại khi đang phục vụ những người hấp hối dấu vụ thảm sát Beauvais, đã được phong chân phước Tử Vì Đạo hôm Chủ nhật ở miền Bắc nước Ý. Trước nguy cơ nghiêm trọng, cha Giuseppe Bernardi và cha Mario Gibaldo đã không từ bỏ đàn chiên được giao phó, nhưng vẫn gần gũi với người dân cho đến độ đổ máu. Sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng được đọc trong thánh lễ tuyên chân phước cho hai cha cho biết như trên vào ngày 16 tháng 10. Đức Thánh Cha Francisco cũng ca ngợi hai linh mục trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật và cầu nguyện rằng tấm gương của các ngài có thể khơi dậy trong các linh mục ước muốn trở thành mục tử theo trái tim của Chúa Kitô, luôn bên cạnh dân của mình. Chân phước Mario Gibaldo. Cha Gibaldo, 20 tuổi, đã đến giải tội và dâng thánh lễ ở Beauvais, Ý, vào sáng ngày 19 tháng 9 năm 1943. Vài giờ sau, ngài thấy mình phải vội vã giúp những đứa trẻ mồ côi trốn về vùng nông thôn khi lính Đức thiêu rụi 350 tòa nhà ở thị trấn miền núi phía nam Turin của Ý. Vị linh mục trẻ trở lại thị trấn để bảo quản các mình thánh đã được thánh hiến, bàn phép xá giải cho những người mà ngài gặp trên đường đi. Khi đến gần, một người đàn ông đã bị bắn vào sau đầu để bàn phép xá giải trong lúc nguy tử. Chính vị linh mục đã bị bắn bằng một khẩu súng máy. Một người lính còn dùng giày của hắn dẫm vào mặt của linh mục và đâm ngài, giết chết vị linh mục mới chỉ được thụ phong chức tư tế 3 tháng trước đó. Cha Gibaldo qua đời khi đang phục vụ với tư cách là một linh mục, hoàn thành lời kêu gọi mà ngài cảm thấy khi rước lễ lần đầu. Và sau đó, khi còn là một học sinh trung học, ngài đã viết: trở thành một linh mục, sống như một linh mục, chết như một linh mục. Đây là sự tổng hợp những hy vọng thân yêu nhất mà tôi dành cho cuộc đời mình. Chân phước Giuseppe Bernardi. Sau khi Ý đầu hàng đồng minh vào tháng 9 năm 1943, hai binh sĩ Đức bị bắt khi các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra ở vùng núi Beauvais giữa binh lính Đức Quốc xã và một nhóm du kích Ý. Thiếu tá Đức Joseph Pepper đe dọa sẽ tiêu diệt Beauvais nếu hai người lính này không được thả. Là một linh mục quản sứ ở Beauvais, cha Bernardi được kêu gọi làm người hòa giải cùng với Antonio Vassallo, một thương gia địa phương. Sau khi cả hai thương lượng thành công việc thả hai binh sĩ Đức mà không hề hấn gì, Đức Quốc xã đã phá bỏ hiệp ước và bắt đầu một chiến dịch trả đũa bằng bạo lực. Vị linh mục và người cùng tham gia hòa giải với ngài bị giam trong một chiếc xe bọc thép, mà từ đó họ chứng kiến cộng đồng của mình bị phá hủy. Theo sắc lệnh của Vatican về việc tử đạo của ngài, Bernardi đã ban phép lành cho xác những người chết từ chiếc xe bọc thép. Ngài bị giết bởi một phát súng và sau đó bị thiêu vào ngày 19 tháng 9 năm 1943 ở tuổi 45. Cha Bernardi đã rao giảng về sự tử đạo khi giáo xứ của ngài cử hành lễ thánh Bartolomeo, rằng nếu cần thiết, ngài sẽ chết giữa những cực hình đau đớn để công bố cho mọi người từ giá treo cổ rằng đức tin của ngài, tình yêu của ngài đối với Thiên Chúa mạnh hơn cái chết. Đông đảo người tham dự thánh lễ tuyên chân phước. Theo truyền thông địa phương, hơn 1.000 người đã tham dự thánh lễ tuyên chân phước được tổ chức trong khuôn viên của thánh địa Đức Mẹ Beauvais. Đám đông tôn kính di tích hài cốt của hai vị tân phúc được rước xuống lối đi và đặt gần bàn thờ. Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên Thánh Vatican, chủ tế thánh lễ. Trong bài giảng của mình, Đức Hồng Y Semeraro nói rằng cha xứ và cha phó giáo xứ đã chết trong khi cầu bầu cho những người khác. Vị Hồng Y đọc to một số lời chứng mà Vatican đã nhận được về hai vị linh mục thánh thiện. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.